Silphonus. Nghe nói Silphone S có chương trình quá hot, thu mua máy cũ và để lại giá tốt. Truy cập website là thấy rõ tên hàng, không lo kỳ kèo như bán ở trên mạng. Mọi người đến đủ khi mà biết chuyện, mua điện thoại xếp hàng dài như là viết truyện. iPhone 12 đâu phải trên trời, điện thoại cũ mình đổi lên để tiết kiệm. Alo mới nhất mua đâu đây, mua đâu chính hãng tâm về sau này. iPhone ở đâu mà sao ngon phết, mua ở Cellphone. Come to Cellphone. iPhone 12 chính hãng kèm siêu nhiều ưu đãi. Come to Cellphone. Thu mua máy cũ giá tốt lên để nó số 2. Come to Cellphone. Máy tính bảng thì ở đây đầy đủ các dòng máy chính hãng. Nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nâng niu như sách vàng, giữ gìn chọn phương châm tận tâm với khách hàng. Mua iPhone 12 có chuyện gì cũng đừng lo, bảo hành đã có Cellphone S lo giùm cho. Lỗi từ nhà sản xuất được đổi mới miễn phí, an tâm bảo hành chẳng lo lắng chuyện gì. Alo mới nhất mua đâu đây, mua đâu chính hãng tâm về sau này. iPhone ở đâu mà sao ngon phết, mua Cellphone S. Come to Cellphone. iPhone 12 chính hãng kèm siêu nhiều ưu đãi. Come to Cellphone. Thu mua máy cũ giá tốt lên để nó số 2. Come to Cellphone. Sang tâm xe phụ khách hàng. Come to Cellphone. Sang tâm bảo hành chẳng có cái gì lo. Thu mua máy cũ giá tốt nhất ở đâu? Cellphone S nhanh gọn không bắt ở lâu. Lên đời iPhone 12 tiết kiệm, Cellphone S không làm bạn cảm thấy tiếc tiền. Thông tin bán máy cũ thì lại rõ ràng, được chăm sóc chu đáo và còn nhìn rõ hàng. Bây giờ thì mọi người biết nên chọn gì rồi đó. 1, 2, 3, let's go. Welcome to Cellphone. iPhone 12 chính hãng kèm siêu nhiều ưu đãi. Welcome to Cellphone. Thu mua máy cũ giá tốt lên để nó số 2. Come to Cellphone S.